Sáng ngày 24 tháng 5 tại thị trấn Long Bình, Hội đồng nhân dân ba cấp có buổi tiếp xúc với hơn 60 bà con cử tri xã Khánh An và thị trấn Long Bình. Ông Ngô Công Thức, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư quyền ủy An Phú, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc với bà con. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện lần lượt báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm 2022 trong đó các đại biểu nhấn mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác tiêm vaccine mũi 3 người dịch bệnh COVID-19 cho toàn dân trong huyện. Vui mừng với những kết quả đạt được, cử tri xã Khánh An và thị trấn Long Bình còn kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp xoay quanh các nội dung như cần có chính sách hỗ trợ các hộ tiểu thương bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên tổ an ninh nhân dân sớm đồ đạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 61 hộ dân sống tại tổ 5, 6, 7, ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình. Bên cạnh cử tri còn đề nghị hai địa phương quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới và một số vấn đề liên quan khi qua lại biên giới. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, ông Trần Thanh Nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình đã giải trình làm rõ những vấn đề có liên quan mà cử tri đặt ra. Riêng đối với vấn đề qua lại biên giới, ông thông tin tất cả người dân muốn sang Campuchia làm ăn mua bán phải đi bằng đường cửa khẩu Long Bình. Nếu qua lại biên giới bằng đường mòn lối mở vượt sông đều chi phạm. Do đó, ông mong rằng người dân cần chấp hành pháp luật biên giới. Về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Thanh Sơn, phó chủ tịch Ủy ban dân Quyền An Phú cho biết: Hiện Quyền An Phú đang thực hiện đo đạc để sớm cấp giấy chứng nhận cho bà con Tuy nhiên, còn khoảng 20 hộ chưa xác định được ranh giới, mốc giới, thửa đất. Một số hộ còn xảy ra tranh chấp ranh đất nên chưa thực hiện đo đạt được. Do đó, ông đề nghị người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trên biên giới và luật đất đai. Các ý kiến còn lại được đại biểu tiếp thu gửi đến các ngành có liên quan sớm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục chạy đúng theo quy định của pháp luật.